3. Pháp yếu đối trị diệt phiền não. Nay đối pháp thứ nhất. 1. Đối trị sân khỏe phiền não chứng. Này các tỳ kheo, nếu có người đến cắt chặt thân mình, phải tự nhiếp tâm, đừng cho sân hận, cũng nên giữ miệng đừng thốt lời ác. Nếu buông khỏe tâm, tự làm hỏng đạo, mất lời công đức, nhẫn được là đức, cho đến trì giới tu khổ hạnh cũng không bằng được. Người hay hành nhẫn mới được gọi là bậc đại nhân có sức hơn người. Nếu không quan hỷ nhẫn chịu độc hại quỷ mắng như uống cam lồ, người này không thể gọi là bậc đại trí huệ nhập đạo. Tại sao vậy? Cái hại của sân khỏe ác phá mọi pháp lành, quỷ hoại hết tiếng tốt, đời này đời sau không ai thích gặp. Phải biết sân tâm còn hơn lửa dữ, nên thường ngăn ngừa đừng để sân vào. Giặc cướp công đức không gì hơn sân. Cư sĩ hưởng dục chẳng phải người hành đạo, nên không cách kiềm chế. Sân khỏe phát khởi có thể tha thứ. Còn như người xuất gia hành đạo vô dục mà ôm chứa sân khỏe thì thật quá đáng, khác nào như giữa trời mây trong mát sấm sét khởi lửa, thực chẳng hợp vậy. Văn chia 6 phần. Thứ nhất, nếu có người đến cắt chặt thân mình, là nêu cảnh giới của nhẫn. Nặng vậy còn nhẫn cuốn là nhẹ, đến cắt chặt còn nhẫn nổi, huống các nghịch cảnh khác, ắt chẳng còn đủ làm bận tâm. Thứ hai, phải tự nhiếp tâm các thứ để bày rõ tướng kham nhẫn. Đừng cho sân hận, tất thân ý thanh tịnh. Đừng thốt lời ác, tất khẩu nghiệp thanh tịnh. Thứ ba, nếu buông khỏe tâm, chỉ rõ điều mất mát của sự không nhẫn. Tự làm hỏng đạo, không thể tự lợi. Mất lời công đức, không thể lợi tha. Khỏe tâm vừa khởi, hai lợi đều tiêu. Ý nói không thể phóng túng sân tâm. Thứ tư, nhẫn được là đức. Tán thán sức mạnh thù thắng của nhẫn để khuyến tu. Bởi lẽ người trì giới, vị tất đã nhẫn được. Người nhẫn nhục quyết định không thể không trì giới. Cho nên trong sáu độ, giới đứng hàng thứ nhì, nhẫn đứng hàng thứ ba. Vì cái trước không kiêm cái sau tất đủ cái trước vậy. Dùng tâm mình trì giới, ắt phúc báo chỉ trong vòng nhân thiên. Dùng vô ngã mà hành nhẫn, liền thành đạo cả xuất thế. Bị phạm đến mà không tranh hơn thiệt, như biển rộng trời cao, chứ được chim bay cá lội. Nên gọi là bậc đại nhân có sức hơn người. Nếu không thể quan hỷ, lập rõ lại cái lỗi không nhẫn để răn người tu. Cam lồ là thuốc bất tử, do người mắng giết ta thành tựu sức nhẫn, như da mỡ heo chùi vàng, vàng càng sáng rỡ, như đá mài gươm, gươm càng sắc bén. Cho nên ca lợi, điều đạt đều là thiền tri thức của Thích Ca. Nếu nói lời ác mắng không tưởng như cam lồ, không quan hỷ thọ giận thì thật ngu ngốc, chưa từng nghe đạo vậy. Huống hồ nhất niệm sân tâm khởi, bá dạng chướng môn khai, phá các pháp lành, làm sao lợi mình, quỷ bao tiếng tốt, lợi người sao được. Đời nay tạo dân mất hai lợi, đời sau chịu quả không hai lợi, còn ai muốn thấy người này nữa. Cho nên muốn hộ thiện pháp tự lợi, phải phòng lửa giữ sân khỏe. Muốn hộ công đức lợi tha, phải phòng giặc sân. Thứ sáu, cư sĩ hưởng dục kết luận các điều không nên làm. Từ hàng người đến lục dục thiên, chưa nhập đạo đều gọi là bạch y. Hàng này thường có hai lỗi. Thứ nhất, hưởng dục, dục cùng sân ẩn bày lẫn nhau. Thứ hai, không hành đạo, không có thiện pháp chế ngự tâm, nên có sân còn có thể tha thứ. Như thường nói, tục nhân tạo tội đều do những lẽ này, không đáng trách nhiều. Người xuất gia hành đạo vô dục như mây trong mát, há ôm ấp tâm sân khỏe như khơi lửa sấm sét. Hai, đối trị công cao phiền não chướng. Này các tỳ kheo, nên tự xoa đầu, đã bỏ làm đẹp, bạc áo hoài sắc, ôm giữ ứng khí, khất thực tự nuôi, tự thấy như vậy. Nếu khởi kiêu ngạo, phải cấp diệt trừ. Tăng trưởng kiêu ngạo, hàng bạch y thế tục còn không nên làm, huống chi người xuất gia học đạo vì giải thoát, tự hạ thân mình mà đi xin ăn. Văn có hai tiết. Thứ nhất, từ này các tỳ kheo, chính để lập pháp đối trị. Thứ hai, từ tăng trưởng kiêu ngạo, so sánh điều không nên. Trong phần thứ nhất có năm câu đối trị. Thứ nhất, nên tự xoa đầu. Thứ nhất, nên tự xoa đầu, tất chẳng có mũ nón nghiêm sức. Thứ hai, đã bỏ làm đẹp, tất không có gươm đeo làm đẹp thân. Thứ ba, mặc áo hoài sắc, tất không có y phục năm màu. Thứ năm, khất thực tự nuôi, tất không có của cải tiền bạc tích chứa.
nên phải thường dùng trí huệ quan sát. Nếu khởi kiêu mạn phải gấp rút trừ diệt ngay. Áo hoài sắc, tức ba thứ cà sa cùng các thứ quần và tọa cụ, đều dùng lam đen mọc lan, ba thứ hoài sắc. Ứng khí, tức bát đa la, cả ba thể sắc và lượng đều phải đúng pháp. Thể chỉ được làm bằng sành hoặc sắt, sắc màu phải đen như chim cưu cáp, lượng tùy theo bụng lớn nhỏ. Văn sao nêu sự so sánh với bạch y. Bạch y còn không nên kiêu ngạo, huống kẻ cầu giải thoát. 3. Đối trị xiểm khúc phiền não chướng. Này các tỳ kheo, tâm xiểm khúc trái nghịch với đạo, cho nên tâm phải chất trực. Phải biết xiểm khúc chỉ để dối trá, người nhập đạo tất không thể làm vậy. Thế nên các ông phải thường đoạn tâm, lấy chất trực làm gốc. Đoan đã ngoài miệng là xiểm, ý xiên xẹo theo thời là khúc. Xiểm tất không chất, khúc ác không trực. Chỉ từ khi dối là đã khi dối người. Điều đó người nhập đạo quyết không bao giờ có. Chân tâm là đạo tràng, bởi tâm trực vĩnh viễn, không còn tướng quỷ khúc. Nếu chẳng chính niệm chân như, há được gọi là đoạn tâm sao? Hết phần đầu, minh cộng thế gian pháp yếu. Bề lớn, minh bất cộng thế gian pháp yếu. Bất cộng thế gian pháp yếu gọi là công đức thành tựu xuất thế gian của bậc đại nhân. Văn chia làm 8 phần, nay nói phần đầu. 1. Công đức vô cầu. Này các tỷ kheo, nên biết người đa dục cầu lợi nhiều nên khổ não cũng nhiều. Người thiếu dục, vô cầu vô dục tất không hoạn này. Chỉ như vậy thôi, thiểu dục cũng cần tu tập. Hà huống thiểu dục thường sinh mọi công đức. Người thiểu dục tất không xiểm khúc để được lòng người, lại cũng không bị các căn kéo buộc. Người hành thiểu dục lòng ắt thanh thản, không sự lo buồn, lúc nào cũng đủ, thường chẳng thấy thiếu. Hễ có thiểu dục là có niết bàn, đó gọi là thiểu dục. Văn có 5 loại sở tri giác tướng. Thứ nhất, tri giác chứng tướng. Gọi đa dục là phiền não chứng, đa cầu là nghiệp chứng, khổ não cũng nhiều là báo chứng. Thứ hai, tri giác kỳ tướng, là nói vô cầu vô dục tất không hoạn này. Thứ ba, tri giác nhân quả tập khởi tướng, là nói thiểu dục không hoạn nạn cũng đủ tu tập, huống hay sinh mọi công đức thành tựu vô lượng pháp thánh thiện. Thứ tư, tri giác vô chư tướng tất cánh tướng, là nói không xiểm khúc thì không hoạt chứng, không cầu mua lòng người thì không nghiệp chứng, không bị các căn kéo buộc thì không khổ chứng. Bởi lẽ nhãn căn lôi kéo người thọ sắc, cho đến thân căn lôi kéo người thọ xúc, khiến con người không được tự tại, phải chịu khổ lớn. Thứ năm, tri giác quả thành tựu tướng, là nói tâm ắt thanh thản nên thành tựu pháp thân, không sự lo buồn nên thành tựu bát nhã, lúc nào cũng đủ, thường chẳng thấy thiếu là thành tựu giải thoát. Đầy đủ ba đức này gọi là đại niết bàn. Cho nên mới biết thiểu dục là nhân, niết bàn là quả. 2. Tri túc công đức. Công đức biết đủ. Này các tỳ kheo, nếu muốn thoát các khổ não phải quán tri túc. Pháp tri túc chính là chỗ an ổn giàu vui. Người tri túc giàu nằm đất vẫn thấy an lạc, người không tri túc giàu ở thiên đường vẫn không tội ý. Người không tri túc tuy giàu nhưng nghèo, còn tri túc tuy nghèo mà giàu. Người không tri túc thường bị ngũ dục trói buộc, làm chỗ cho người tri túc xót thương. Công đức vô cầu phần trước là xa lìa các việc ngoài mình. Nay công đức tri túc là xa lìa ngay các thứ trong mình. Văn nói, muốn thoát khổ não phải đối trị nhân quả của khổ, an ổn giàu vui là nói là nhân quả thanh tịnh. Tiếp đến, so nằm đất với thiên đường là dựa theo hai xứ mà chỉ bày chỗ sai biệt của tri túc và không tri túc. Lại so giàu với nghèo là theo hai sự chỉ bày sự sai biệt. Còn bị ngũ dục lôi kéo, so với thương xót là theo hai pháp không tự lợi và có lợi tha, chỉ bày sự sai biệt. Một thứ thường bị ngũ dục lôi kéo nên không lợi mình, tự lợi. Một thứ ngũ dục không kéo buộc được nên tự lợi mình, lại hay thương xót kẻ không tri túc nên lợi người, lợi tha. 3. Diễn ly công đức. Công đức xa lìa. Này các tỳ kheo, muốn cầu tịch tỉnh an lạc vô vi phải xa lìa ồn não rối ren. Một mình nhàn nơi thanh vắng, người ở chỗ tỉnh thường được đế thích và chư thiên kính trọng. Vì vậy nên xa chúng nơi mình, chúng bên ngoài,
Ở riêng chỗ thanh nhàn, tư duy diệt trừ gốc khổ. Nếu thích đồ chúng, đám đông ắt bị đồ chúng khuấy phá. Tựa như cây lớn, đàn chim tụ lại, tất chịu hòa hoạn khô gãy. Trói buộc ở thế gian, chìm đắm trong biển khổ, khác nào vôi già xa lầy, không sao ra được. Đó gọi là xa lìa. Văn gồm có ba môn nhiếp nghĩa, thâu tóm các nghĩa. Thứ nhất, tự tính diễn ly môn, vì từ thể phát sinh, chỉ bày bốn món đối trị. Nói tịch tỉnh vô vi an lạc, đối tri chứng chấp trước ngã tướng. Tịch tỉnh tức pháp vô ngã không, vô vi tức vô tướng không, an lạc tức vô thủ xả nguyện không. Phải lìa ồn náo rối ren, đối trị ngã sở chứng. Năm ấn loạn khỏi, không có lớp lan, gọi là ồn náo rối ren. Một mình nhàn nơi thanh vắng, đối trị với hai vô tướng chướng ngại kia, vì ngã ta và ngã sở của ta vốn từ vô tướng. Nay từ ba thứ tam muội hiển bày lý vô tướng, chướng kia tự diệt theo. Đế Thích và chư thiên cùng tôn trọng, đối trị vô vi thủ công đức chướng. Chỗ tỉnh là pháp đáng trọng, vì đứng đầu trong các thiện pháp. Thứ hai, tu tập diễn ly môn, vì từ phương tiện phát sinh, chúng nơi mình là nói các pháp, tâm, tâm sở và ngũ ấm. Chúng bên ngoài là nói thầy trò và đồng học. Riêng ở chốn thanh nhàn, trụ đúng theo pháp là thành tựu phương tiện huệ. Tư duy diệt trừ gốc khổ, xa lìa gây nhân là thành tựu thiền trạch trí, trí khéo chọn pháp. Thứ ba, thọ dụng chư kiến môn, lãnh dụng các kiến. Vì hay bị trói buộc là nói thích đồ chúng, ắt bị đồ chúng khuấy phá. Cây lớn dụ cho thức thứ sáu, đàn chim dụ cho tâm sở pháp. Đó là nói về chúng nơi mình. Cây lớn dụ cho tỳ kheo, đàn chim dụ cho đám đệ tử đồng học. Đó là nói về chúng bên ngoài. Từ những thứ này mà các kiến tập hợp phát sinh, nên lấy cái quả hoạn khô gãy làm dụ. Lại do kiến mà thành nghiệp, do nghiệp kêu khổ, nên dĩ dư do già xa lầy, không sao lên được. Và dĩ cho trí quán suy di, tức là hoặc chướng. Doi thân to nặng, dĩ cho nặng tình trói buộc, tức là nghiệp chướng. Xa lầy dụ cho đắm chìm trong biển khổ, chính là báo chướng. Chỉ mới không xa lìa, ba chướng đã trói buộc trùng trùng, làm sao không suy xét mà tìm lối thoát ra. 4. Bất bì nguyên công đức không mệt mỏi. Này các tỳ kheo, nếu chăm chỉ tinh tiến, ác việc gì cũng dễ. Cho nên các ông phải thường tinh cần, thí như dòng nước nhỏ chảy mãi tất xuyên qua đá. Nếu người tu hành tâm thường lười biếng bỏ phế, khác gì đánh lửa chưa cháy đã ngừng. Dầu muốn có lửa vẫn không có được, đó gọi là tinh tiến. Cần chăm tất không lười, tinh ác chẳng tạp, tiến tất không lùi. Cho nên thánh quả của tam thừa đạt được không khó, chẳng giống ngoại đạo khổ hành vô ích. Dùng ví dụ nước chảy xuyên đá để chỉ cho sự dụng công không ngừng, đánh lửa ngưng hoài dụ cho cái hòa giải đãi thất niệm. 5. Bất vọng niệm công đức, công đức không mất niệm. Này các tỳ kheo, cầu thiền tri thức, cầu người hỗ trợ, không bằng không mất niệm. Nếu người nào không mất niệm, các giặc phiền não không thể xâm nhập được. Cho nên các ông tâm phải thường nhiếp niệm. Nếu người thất niệm, tất sẽ mất mọi công đức. Nếu niệm lực vững chắc, tuy vào trong đám giặc ngũ dục cũng không hề tổn hại, như mặc giáp vào trận tất không sợ sệt. Đó gọi là không quên niệm. Không quên niệm này đứng đầu trong mọi hành. Nói mọi hành lược có ba loại. Thứ nhất, hành nghe pháp, văn pháp hành, tức cầu thiền tri thức. Thứ hai, hành trong khéo tư duy, nội thiện tư duy hành, tức cầu thiền hộ. Thứ ba, hành tu đúng pháp, như pháp tu hành, tức cầu thiện trợ, trợ giúp tốt lành. Ba hành này còn gọi là ba huệ. Nghĩa của huệ là chiếu soi, nghĩa của hành là tiến hướng. Chiếu soi để tiến thêm, tất nhiên phải do không mất niệm. Hành không nghe chẳng khác gì bình úp không đựng được nước. Hành không suy xét như bình dở, dầu đựng cũng mất. Hành không tu như bình dơ, tuy nước không mất, song dơ bẩn không dùng được. Giờ nếu được không mất niệm, tất được ba hành. Người có ba hành phá được phiền não quán tặc từ vô thủy. Do vậy phải thường nhiếp niệm nơi tâm, không cho mất niệm. Tức chính là mặc giáp cứng vào trận, đã không sợ bị giặc hại, lại diệt được giặc nữa vậy. 6. Thiền định công đức, công đức thiền định. Này các tỳ kheo, nếu người nhiếp tâm, tâm ác đại định. Do tâm nơi định,
khéo biết tướng các pháp sinh diệt của thế gian, cho nên các ông thường nên tinh tiến tu hành các thứ thiền định. Người đạt được định, tâm không tán loạn, như nhà tiết nước phải giỏi đắp đê. Người tu cũng vậy, vì nước trí huệ nên khéo tu thiền định, không để trĩ mất, đó gọi là định. Nhiếp tâm gọi là phương tiện thiền xảo, chê bỏ các tâm hạnh thấp hèn, liền lần lượt chứng được các thiền, thậm chí phát sinh đủ các tam muội. Tâm đã nơi định, tức như mặt trời trên không, sáng soi muôn vật. Định nói khéo biết tướng các pháp sinh diệt của thế gian. Nói tinh cần để đối trị ba loại giải đãi. Thứ nhất, tinh cần tu tập, hạn chế săn ngủ, điều hòa hơi thở ra vào để đối trị lười biếng, không an ổn, bất an ổn giải đãi. Thứ hai, tinh cần tu tập, hiểu biết các định, có công đức trí huệ thông suốt mới diệt được tận nguồn khổ và thành tựu được việc hy hữu lớn, đối trị sự lười biếng không dị, vô dị giải đãi. Thứ ba, tinh cần tu tập, quán sát các khổ sinh lão bệnh tử cùng khổ bốn ác thú mà ta chưa lìa được, đối trị sự lười biếng không biết sợ, bất tri cũng bố giải đãi. Nhờ tu tập ba pháp đối trị này, tâm không tán loạn, không còn chỗ đối trị nữa, liền có thể phát huệ vô lậu, đoạn hoặc chứng quả. Đưa thí dụ hợp với pháp, nơi văn dễ biết. 7. Trí huệ công đức. Công đức trí huệ. Này các tỳ kheo, nếu có trí huệ, ắt không tham trước, thường tự tỉnh xét, không để sai sót, đó là nói ngã pháp đều được giải thoát. Nếu không như vậy, đã chẳng phải đạo nhân, cũng không phải bạch y, chẳng biết gọi là gì nữa. Thật trí huệ là con thuyền vững chắc băng qua biển lão bệnh tử, cũng là ngọn đèn sáng trong bóng tối vô minh, là thuốc hay cho muôn bệnh, rìu sắt để đốn cây phiền não. Cho nên các ông phải dùng văn tư tu huệ mà tăng ích. Nếu có trí huệ chiếu soi, tuy là mắt thịt, song là người thấy rõ, đó gọi là trí huệ. Nếu có trí huệ, tức không tham trước, là nêu rõ thật huệ có công đức lìa chướng. Vì xa lìa được chướng ngại chân thật nghĩa xứ và thế gian sự xứ, cho đoạn trừ được sự mê lý vô minh, nên hai thứ sáu và bảy không tham trước kiến phần của thức thứ tám, nhận cho là ngã pháp, đó là xa lìa chướng chân thật nghĩa xứ, diễn ly chân thật nghĩa xứ chướng. Do dứt trừ được mê sự vô minh, nên sáu thức trước không sinh tham trước nơi cảnh giới lục trần, đó là xa lìa chướng thế gian sự xứ, diễn ly thế gian sự xứ chướng. Thường tự tỉnh xét, không để hở sót, là chỗ năng lực tăng ích cả ba huệ văn tư tu. Chính vậy nơi ngã pháp đều được giải thoát, giải thoát khỏi ngã pháp. Nên nói do ba huệ chứng được thật trí huệ, tăng ích ba huệ để chứng thật huệ, mới gọi là đạo nhân. Chưa xuất gia gọi là bạch y, nay đã xuất gia lại không bốn huệ, tiến thối đều mất, nên chẳng biết gọi là gì vậy. Kế dùng bốn thí dụ dụ cho thật trí huệ. Trí thấy được khổ đế như con thuyền vững chắc, trí đoạn tập đế như đèn sáng lớn, trí chứng được diệt đế như thuốc hay, trí tu đạo đế như lưỡi rìu bén. Song thật trí khó chứng, nên phải dùng ba huệ văn tư tu để tăng ích. Trong danh tự gì, văn huệ tăng ích dập được định tâm, biệt tổng tướng niệm. Trong quán hành gì, tư huệ tăng ích dập được noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất pháp. Trong tư tự gì, tu huệ tăng ích thấy được lý tứ thánh đế, phát vô lậu thật huệ, chứng bốn đạo quả. Tam huệ khi còn là nhân tu tập, chưa đủ thiên nhãn, người có huệ giải thoát cũng không thiên nhãn, song đều hiểu rõ tứ đế, nên không đọa tà kiến, chính là người minh kiến, thấy rõ. Theo Tạng giáo thì nghĩa giải như vậy. Thông giáo theo lệ này mà rõ, do gì tam thừa cùng một phương tiện vậy. 8. Tất công đức. Công đức cứu cánh. Này các tỳ kheo, hễ nhiều hí luận, tâm kia phải loạn. Tuy đã xuất gia, do chưa giải thoát, nên các tỳ kheo phải gấp xa rời hí luận loạn tâm. Nếu muốn đắc sự an vui tịch diệt, chỉ phải khéo trừ cái loạn hí luận, đó gọi là không hí luận. 7 loại công đức trên đều là công đức trưởng dưỡng phương tiện, còn công đức này là tự tính diễn ly, chẳng phải pháp đối trị, nên gọi là công đức tất cánh. Chân nhiên niết bàn bổn tính thanh tịnh, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, vốn chẳng phải cảnh giới của sự hành hí luận. Do vì hí luận mà đi ngược lại sự an vui tịch diệt, sơ quả đắc thật trí huệ, thấy tứ thánh đế, phân biệt phiền não tuy đã vĩnh diệt, song tam giới chính địa 81 phẩm tư hoặc đều là vô thủy, cái gọi là hí luận lập thành, khiến tâm nhiễu loạn, không khế hợp với chân thường, nên phải gấp rút xa rời hí luận mới được sự vui của niết bàn tịch diệt.
nói khéo diệt, tức dùng chỗ đắc tứ đế thật huệ, suy xét lại thật duyên, quán sát nhiều lần, thanh tịnh trừ nghiệp thức, khiến không còn hiện lại nữa, để nghiệp thức rốt ráo không sinh. Đó là nghĩa giải theo tam tạng. Nếu mở bày rõ ra thì dấu thật ở ngoài các sự cũng vẫn là hí luận, tương đối các sự mà vẫn hàng chân mới chẳng phải hí luận. Lại chẳng đủ tức không, vẫn là hí luận. Trung đạo mà chẳng không mới chẳng phải là hí luận. Lại dù bỏ biên đứng trung đạo vẫn là hí luận. Tức biên tức trung, vừa bờ vừa giữa mới không là hí luận. Lại đối quyền chỉ rõ thật vẫn mang hí luận. Mở quyền bày thật, khai quyền hiển thật, không thô chẳng diệu mới không là hí luận. Lại nói quyền nói thật, nói gốc nói vết đều chỉ là hí luận. Vừa khởi quán tâm, gốc vết đều tuyệt mới không là hí luận. Lại chỉ trú trồng mặc nhiên, yên lặng bất động, đoạn tuyệt nói năng, thấy biết, ngôn kiến vẫn thuộc hí luận. Biết tứ cú đều không thể nói, song vì có nhân duyên nên cũng có thể nói được. Nói cùng không nói tự tính bình đẳng, không làm nhị giải cũng không nhất giải, không cũng nhất cũng nhị giải, không chẳng nhất chẳng nhị giải mới không là hí luận. Hết phần chính tông.